Kính chào quý ông bà anh chị em, hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần rồi. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến câu 21. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và thầy đã chọn, đã tách anh em khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời thầy đã nói với anh em: Tôi tớ không hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ tuân giữ lời thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. Nhưng họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh thầy, bởi họ không biết đấng đã sai thầy. Lời Chúa ngày hôm nay là một tin mừng đặc biệt, bởi vì không xuất phát từ chúng ta mà xuất phát từ Thiên Chúa là một ân ban. Đó là Chúa Giêsu đã chọn chúng ta. Ngài nói rằng thế gian sẽ đối xử tệ bạc với chúng ta. Thì chúng ta hãy nhớ, trước đó họ đã đối xử tệ bạc với thầy Giêsu của chúng ta. Thế gian bắt bớ đánh đập chúng ta, thì hãy nhớ trước đó họ đã bắt bớ đánh đập Chúa Giêsu của chúng ta. Chúng ta là những người đi theo Chúa, Kitô hữu, thuộc về Chúa Giêsu, nên họ ghét chúng ta, họ muốn loại trừ chúng ta. Như thể Chúa Giêsu nói với Nicodemo: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta yêu chuộng bóng tối, người ta tránh ánh sáng bởi vì sợ ánh sáng làm lộ những việc xấu xa của họ. Họ ghét chúng ta vì đã ghét Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu khẳng định lý do cốt yếu mà họ ghét chúng ta là bởi vì chính Chúa Giêsu đã chọn chúng ta và tách chúng ta ra khỏi thế gian, tức là tách chúng ta ra khỏi họ. Và đây là sinh mệnh của chúng ta. Khi chúng ta là Kitô hữu, khi chúng ta là người đã được thánh tẩy, chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu, đứng loan báo tin mừng và đứng chết trên thập giá. Nhưng đừng sợ, bởi vì dù có chết trên thập giá thì Đức Giêsu Kitô cũng đã phục sinh, đã sống lại. Và tất cả những ai tin cũng sẽ được sống lại. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa không chọn người khác mà chọn chúng ta. Mặc dù chúng ta biết chúng ta yếu đuối tội lỗi, không phải chỉ tội lỗi trước khi được thanh tẩy, mà ngay sau đó và thậm chí ngay lúc này chúng ta vẫn phạm tội. Nhưng Chúa vẫn kiên định, vẫn giữ cái điều Ngài nói với chúng ta hôm nay: thầy đã chọn anh em và đã tách anh em ra khỏi thế gian. Hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta đôi khi không muốn tin mình, không muốn chọn mình làm cái việc quan trọng, thì Chúa Giêsu vẫn chọn chúng ta, bởi vì Ngài yêu chúng ta và Ngài có kế hoạch tuyệt vời trên cuộc đời của chúng ta. Xin anh chị em cầu nguyện cho tôi, để tôi dám sống trọn vẹn cái kinh nghiệm được Chúa chọn. Cảm ơn quân bà anh chị em.